Cô ấy không có đầu, tôi không có làm, tôi không có làm. Chuyện gì đã xảy ra ở phòng 1101? Đây là căn hộ của tôi với lại bạn gái. Hôm đó bạn gái tôi về quê, cho nên tôi mới rủ bạn gái cũ qua chơi. Chơi được một lúc á, thì bạn trai của nó gọi. Tôi muốn nó là của tôi, nên tôi có lỡ tay. Tôi sợ quá, nên tôi chia nó ra làm nhiều phần. Và nhất là 10 đầu ngón tay, để mấy anh không biết người này là ai. Tôi lấy chăn bọc một phần rồi đem lên sân thượng. Phần còn lại tôi quăng xuống sân cấm. Sau đó tôi quay lại phòng 1101 để dọn dẹp phòng. Nhưng mà cái bức tường nó dơ quá, tôi mới sơn lại. Xong rồi nó như mới vậy. Rồi sau đó tôi trốn. Ủa nhưng mà chuyện cũng đã 2 tuần rồi mà, sao các anh biết? Vào ngày 17 tháng 5, có người dân phát hiện một phần cơ thể đang trong tình trạng phân hủy ở trên sân thượng của một tòa nhà. Sau đó chúng tôi tiến hành điều tra. Vì cơ thể đó thiếu rất nhiều bộ phận và không có 10 đầu ngón tay, nên chúng tôi mới khoanh vùng là nữ, độ tuổi từ 22 đến 25, có chiều cao 1m55. Và theo những vết bắn thì chúng tôi phát hiện cô ấy được kéo lê bằng đường cầu thang bộ. Những dấu vết đó kết thúc ở tầng thứ 11, nên chúng tôi khoanh vùng hiện trường sẽ diễn ra ở tầng 11. Ở đây có 20 hộ dân, chúng tôi đã liên lạc được với 19 hộ, chỉ còn một phòng 1101. Sau khi điều tra thì chúng tôi phát hiện chủ căn hộ này là một người nữ và hiện tại vẫn còn sống. Sau khi đi vào điều tra thì chúng tôi phát hiện căn phòng 1101 có một bức tường mới được sơn. Chúng tôi tiến hành tháo lớp sơn mới và chúng tôi phát hiện ở đây có những dấu tích ADN trùng với cô gái ở trên sân thượng. Với tất cả những bằng chứng đó thì anh có nhận tôi không anh Đức Nghĩa? Anh đừng có làm.